Ô tô Trung Quốc thắng lớn ở châu Âu, thị phần tăng gấp 6 lần mặc kệ cấm vận. Doanh số ô tô Trung Quốc tại Nga, quốc gia nằm ở cả châu Á và châu Âu, đã đạt kỷ lục mới kể từ đầu năm đến nay. Điều này diễn ra sau khi các lệnh trừng phạt khiến các thương hiệu ô tô phương Tây phải cắt đứt quan hệ với Moscow và Bắc Kinh, đang phải đối mặt với mức thuế cao hơn đối với xuất khẩu xe điện từ Washington và Brussels, ghi nhận từ tạp chí Nhịp sống thị trường. Xung đột giữa Nga và Ukraine đã khiến doanh số bán xe của các hãng ô tô châu Âu, Hàn Quốc và Nhật Bản, vốn trước đây thống trị thị trường ô tô nước này, sụt giảm mạnh. Theo cơ quan phân tích App Store Stats, nếu như vào thời điểm tháng 2 năm 2022, thương hiệu của họ chiếm 69% tổng doanh số bán hàng, thì hiện nay chỉ có thị phần 8,5%, trong khi thị phần của các nhà sản xuất Trung Quốc trong cùng thời kỳ đã tăng từ 9% lên 57%. Theo dữ liệu từ Hiệp hội Xe khách Trung Quốc, trong 9 tháng đầu năm 2024, Nga là điểm đến xuất khẩu lớn nhất của ô tô do Trung Quốc sản xuất, với khối lượng đạt 849.951 xe. Điểm đến lớn thứ hai là Mexico với số lượng tương đương một nửa từ Nga. Khoảng 90% xe Trung Quốc bán vào Nga có động cơ đốt trong. Việc mở rộng sự hiện diện của Trung Quốc lớn đến mức không chỉ khách hàng mà cả các chuyên gia trong ngành cũng đổ xô đến làm việc tại các công ty mới. Vadim Gorshankin, giám đốc PR của Krasnel Slovo, chuyên làm việc với ngành công nghiệp ô tô cho biết, hầu hết tất cả những người từng làm việc cho các công ty phương Tây hiện đang làm việc cho các công ty Trung Quốc. Dữ liệu hải quan Trung Quốc cho thấy các nhà sản xuất ô tô của họ đã xuất khẩu ô tô trị giá 1,8 tỷ đô la Mỹ sang Nga vào tháng 9, so với chỉ 96 triệu đô la Mỹ trong tháng 9 năm 2021. Tuy nhiên, không phải tất cả người tiêu dùng Nga đều đang hài lòng với xe điện Trung Quốc. Hồi tháng 10, một liên minh tài xế taxi ở Nga đã phàn nàn với tờ Kommersant của Nga về những vấn đề mà ngành này đang gặp phải kể từ khi chuyển sang sử dụng các mẫu xe Trung Quốc rẻ hơn. Các tài xế taxi khẳng định xe Trung Quốc thường gặp phải hỏng hóc sau khi chạy được 150.000 km, trong khi các hãng xe châu Âu và Hàn Quốc từng chạy được tới 300.000 km. Công đoàn lưu ý rằng việc lấy phụ tùng để sửa chữa cũng có thể mất nhiều thời gian. Sự thống trị ngày càng tăng của Trung Quốc cũng khiến một số nhà sản xuất trong nước tức giận. Công ty Autovac có cổ phần tại nhà sản xuất ô tô Lada hồi tháng 9 cho biết thị phần của họ có thể giảm xuống 25% sau sự gia tăng doanh số bán xe Trung Quốc. Các nhà sản xuất ô tô của nước này đã bị ảnh hưởng nặng nề bởi các lệnh trừng phạt, khiến họ bị hạn chế khả năng tiếp cận các bộ phận và công nghệ của phương Tây. Để bù đắp, họ đã quay sang các sản phẩm đến từ Trung Quốc. Giá cả của mỗi chiếc xe cũng đã biến động mạnh sau thời gian diễn ra xung đột. Tại Đức, người lái xe có thể mua một chiếc BMW X5 30D với giá khoảng 95.000 đô la Mỹ. Trong khi cùng mẫu xe này có giá 152.000 đô la Mỹ đến 203 đô la Mỹ ở Nga. Ngược lại, một chiếc EZ VX tương đương do hãng xe Chery Trung Quốc sản xuất có giá khoảng 56.000 đô la Mỹ. Một số nhà sản xuất ô tô Trung Quốc đã rất kín tiếng về sự tham gia của họ vào Nga, cho rằng sự hiện diện ngày càng tăng của ô tô của họ trên đường phố nước này là do thị trường chợ đen do các thương nhân tự vận hành. Mối quan hệ thương mại giữa Nga và Trung Quốc đang mất cân bằng. Theo Trade Data Monitor, Trung Quốc vốn là đối tác thương mại hàng đầu của Điện Kremlin trước thời điểm đầu năm 2022, hiện chiếm hơn một nửa tổng lượng xuất khẩu chính thức sang Nga. Vào tháng 9, chỉ 5% tổng lượng nhập khẩu của Trung Quốc đến từ Nga. John Kennedy, chuyên gia Nga tại Viện Nghiên cứu Rand Europe, cho biết, hướng đi đang nghiêng về việc Nga phụ thuộc nhiều hơn vào Trung Quốc. Các nhà phân tích tin rằng khối lượng thương mại ngày càng tăng giữa Nga và Trung Quốc có thể khiến việc phát hiện hàng nhập khẩu bị trừng phạt của Moscow trở nên khó khăn hơn. Trung Quốc đệ đơn kiện Liên minh châu Âu vì liên quan thuế xe tăng mạnh. Sau các nỗ lực bất thành, Trung Quốc đã có những động thái quyết liệt hơn đối với Liên minh châu Âu sau khi thông qua chính sách áp thuế xe điện của nước này. Trung Quốc đã chính thức nộp đơn kiện lên Tổ chức Thương mại Thế giới WTO, yêu cầu xem xét lại quyết định tăng thuế đối với xe ô tô điện nhập khẩu từ Liên minh châu Âu EU.
Theo nguồn tin tạp chí Người đưa tin, đây là lần thứ hai Trung Quốc kiện EU về vấn đề trợ cấp. Với lần trước vào tháng 8, khi EU thông báo sẽ bổ sung thuế nhập khẩu đối với ô tô điện Trung Quốc. Kể từ tháng trước, EU đã áp dụng thêm mức thuế từ 17,4% đến 38,1% đối với xe điện từ Trung Quốc, cộng thêm với mức thuế cơ bản 10%, và chính sách này sẽ có hiệu lực trong 5 năm. EU cho rằng các hãng xe điện Trung Quốc đang được Bắc Kinh trợ giá không công bằng, tạo lợi thế cạnh tranh phi lý trên thị trường quốc tế. Trung Quốc phản đối cáo buộc này, cho rằng EU đã vi phạm các quy định của WTO và đang thực hiện chính sách bảo hộ dưới danh nghĩa cạnh tranh công bằng. Bộ Thương mại Trung Quốc cũng nhấn mạnh rằng đơn kiện nhằm bảo vệ quyền phát triển ngành xe điện của Trung Quốc và duy trì sự hợp tác toàn cầu về chuyển đổi năng lượng xanh. Hiện các hãng xe Trung Quốc như SAIC, Geely và BYD đang chịu mức thuế suất từ 17% đến 35,3%, trong khi các nhà sản xuất nước ngoài có cơ sở sản xuất tại Trung Quốc như Volkswagen và BMW cũng bị áp mức thuế 20,7% và Tesla là 7,8%. Cả hai phía đã cố gắng đàm phán nhưng chưa đạt được đồng thuận trước khi mức thuế mới có hiệu lực vào ngày 31 tháng 10. Trong khi EU chưa hoàn toàn từ bỏ hy vọng về một thỏa thuận, Trung Quốc gần đây cũng đã kêu gọi các nhà sản xuất xe nội địa hạn chế đầu tư vào các nước ủng hộ thuế cao của EU, thay vào đó chỉ đầu tư vào các quốc gia phản đối việc tăng thuế như Đức. Ông Trump tái đắc cử, Việt Nam có thể là điểm đến của các hãng xe Trung Quốc. Giành chiến thắng vang dội trong đợt bầu cử Tổng thống Mỹ vừa qua, ông Donald Trump đe dọa áp thuế 60% đối với hàng hóa từ Trung Quốc nhập khẩu vào Mỹ, cao hơn nhiều so với mức 7,5% đến 25% mà ông đã áp dụng trong nhiệm kỳ đầu tiên, ghi nhận từ báo Dân Trí. Đông Nam Á, nơi đang có các nhà máy sản xuất ô tô và điện tử từ Thái Lan đến Việt Nam và Malaysia, nhiều khả năng sẽ hưởng lợi từ tình thế này của Trung Quốc. Theo nhận định của hai giám đốc điều hành, hai nhóm kinh doanh, một luật sư và một nhà phân tích trong khu vực. Các nhà phát triển khu công nghiệp đang bổ sung nhân sự nói tiếng Trung và chuẩn bị đất để xây nhà máy. Việc này cho thấy khi ông Trump nhậm chức vào tháng 1 năm sau, có thể sẽ tái định hình chuỗi cung ứng toàn cầu. Khi ông chuẩn bị cho chiến dịch tranh cử tổng thống vào đầu năm nay, các cuộc gọi từ khách hàng Trung Quốc đã đổ về tập đoàn WHA, một trong những nhà phát triển khu công nghiệp lớn nhất Thái Lan. Theo chia sẻ của giám đốc điều hành Jarepon Jarukonsakul, đã có một làn sóng chuyển dịch sang Đông Nam Á, nhưng lần này sẽ căng thẳng hơn nhiều, bà nói, nhắc đến nhiệm kỳ đầu tiên của ông Trump 2017-2021. Bà Jarepon cho biết, WHA đang mở rộng đội ngũ bán hàng và bổ sung nhân viên nói tiếng Trung vào các nhóm giám sát bảo trì và quản lý các khu công nghiệp rộng hơn 12.000 ha tại Thái Lan và Việt Nam. Trong số 90 nhà máy đã khai trương trong năm nay tại các khu công nghiệp do Amata Corp của Thái Lan quản lý trên khắp Đông Nam Á, khoảng 2/3 là các công ty đã chuyển cơ sở từ Trung Quốc. Ông Vikram Kromadit, người sáng lập và chủ tịch Amata Corp cho biết, ông Trump có thể sẽ tạo ra tác động làm tăng gấp đôi số lượng các công ty muốn chuyển từ Trung Quốc sang các khu công nghiệp của Amata có diện tích 150 km2 tại 4 quốc gia Đông Nam Á, theo ông Vikram. Amata sẽ khởi công xây dựng một khu công nghiệp tại Lào trong tháng này, nơi Trung Quốc đã xây dựng một tuyến đường sắt cao tốc nối Côn Minh với thủ đô Viên Chăn của Lào. Trong khi đó, Thái Lan, trung tâm sản xuất ô tô ở khu vực Đông Nam Á, đã thu hút hơn 1,4 tỷ đô la Mỹ đầu tư từ các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc vào ngành công nghiệp xe điện đang phát triển nhanh chóng của mình. Chúng tôi muốn thu hút nhiều đầu tư từ Trung Quốc để có thể bán hàng sang Mỹ, Bộ trưởng Thương mại Thái Lan Pichai Narip Thaphan nói.